Ai cũng hỏi Lê Hồng Quang về tình hình ở châu Âu, nhưng lại không ai hỏi về tình hình của anh ấy. Yeah, anh Lê Hồng Quang chính là người đã truyền cảm hứng cho mình. Là muốn làm cái nghề phóng viên các bạn à. Đây chính là lý do mình mua cái micro này à. Nhìn chuyên nghiệp hẳn. Editor, hãy gắn đằng sau với tôi là một cái cơn bão gì đó. Xin chào các bạn, tôi là phóng viên Trần Quốc. Nói chứ mình cũng từng được lên trên TV á, nhưng mà không phải với tư cách là phóng viên. Và cái năm 2016 á, thì mình nhớ ở chỗ mình người ta có làm cái phóng sự về những người nghiện á, thì tình cờ mình đi ngang qua. Bạn nào mình tìm được thì gửi lên cho mình nha. Nhưng mà mình sợ là cái phần của mình bị cắt mất tiêu rồi. Tôi và bạn trai đi ăn kiểu, nói với người ta nhớ trụng rau cho em. Tôi của em không gầu, tôi có bạn gái em thì giò chả. Yeah, mình đang kiếm một cô bạn gái hướng ngoại ha. Chứ nếu như cả hai cùng hướng nội thì chắc chết đói quá. Tôi sẽ chạy 10 cây số, hết đất 50 cái để lấy can đảm gọi món. Wow, một con hươu cao cổ leo cây. Và nó không có bất kỳ một cái ngữ cảnh nào cả. Nó không có cái chữ nào luôn, nó chỉ là một con hươu cao cổ leo cây. Cái meme này thật là truyền cảm hứng. Mình chắc chắn là đằng sau nó sẽ có một câu chuyện nào đó, chứ nó không đơn thuần là tấm ảnh các bạn à. Liệu đây có phải là sự trừu tượng về một chàng trai bị cho leo cây và anh ta đã chờ dài cổ? Wow, thật là sâu sắc, thật là truyền cảm hứng. Tại sao con gái lại sống lâu hơn con trai nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Ở bệnh viện, đậu xanh, mày bảo là tao bị nhện cắn sẽ hết cận. Thì trong phim nó thế mà. Nếu như bị nhện cắn trở thành người nhện, thì liệu để bạn cắn, tôi có thành người đàn ông của bạn? Hồi xưa mình có từng bị dụ là bắt con chuồn chuồn cắn vào rốn để cho biết bơi á. Và đó là sự thật á các bạn. Các bạn kiếm con chuồn chuồn cho nó cắn thử đi. Tin mình, tin mình. Thật ra bị nhện phóng xạ cắn, bạn sẽ có một siêu năng lực. Bạn có thể đi xuyên tường, bạn có thể tàn hình. Siêu năng lực của người chết. Xin chào, lâu rồi không gặp. Như ta đã nói lúc trước, đây không phải là xúc tu. Ủa chứ cái gì mà dài dài tròn tròn mà không phải xúc tu. Tuấn Ngực mất rất lâu thời gian để phân hủy, cho nên không loại trừ khả năng 100 năm sau khai quật mộ, con cháu chúng ta sẽ thấy cái thứ này. Những cái nhà khảo cổ 100 triệu năm sau sẽ rất là bối rối. Mấy đứa con trai khi thấy cúp G, mấy đứa con trai khi thấy cúp A, nên là hãy tự tin lên. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những cái miếng mỡ ở trước ngực thôi. Quan trọng là tâm hồn. Với lại mấy cái người mà có cái kích cỡ khủng á thì rất là bất tiện ha. Ví dụ như các bạn muốn nằm úp ngủ cũng không được á. Hoặc là khi bạn mặc áo của nhân vật anime giống mình này đúng không, thì cái mặt của nhân vật đó nó sẽ bị biến dạng á, nhìn nó mắc cười lắm. Ok, đây là Zeus đang đi dạo phố cùng người bạn của mình. Anh ta thấy một người phụ nữ xinh đẹp và anh ta mặc bộ đồ. Cái gì? Có. Đây là đội giày của thần thoại Hy Lạp. Và đây là đội giày của nó nếu như Zeus không có quấy rối bất kỳ thứ gì có lỗ. Mày đứng dậy làm việc sau 4 giờ chơi game hả? Nhưng mẹ mày vẫn đuổi mày đi. Mình sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng ai nhớ mình nữa. Thôi mày đừng có phụ nữa, tao chỉ mới thất vọng về mày thôi. Mày mà phụ một cái là thành tuyệt vọng luôn. Mình mà vào bếp thì chỉ có ăn mì hoặc là ăn than thôi. Để giữ hạnh phúc gia đình thì mẹ của mình phải giữ mình ra khỏi bếp. Đôi mắt của con chó này giống như là nhân vật của một câu chuyện cổ tích. Dễ thương quá à. Xem nữa mình đã quên cái việc nó đã nhai 10 đôi dép của mình, cắn chết con mèo nhà hàng xóm và đốt cháy nhà. Dễ thương à. Nè, thêm dép nè. Bà dì của tôi nói như vậy nè: giờ tôi lo cho sân vườn của tôi lắm luôn. Những ngôi nhà ở châu Á được thiết kế để khi ma quỷ rơi xuống nhà, chúng sẽ trượt lại lên bầu trời. Nhà ở Mỹ được thiết kế bởi mấy tên xấu tính để khi ma quỷ rơi xuống, chúng sẽ trượt sang nhà hàng xóm. Đúng là tư bản xấu xa. Khoai tây mẹ tôi gọt, khoai tây tôi tự gọt. Cái gì? Ai lại gọt khoai tây cơ chứ? Các bạn phải ăn vỏ luôn, ăn cho quen mùi đất. Luật 1, nhìn thẳng và tập trung vào việc. Ok, luật 2, luôn cách xa ở chỗ xả. True. Đây là một bài kiểm tra để phân biệt ai là nam, ai là nữ. Ở đây có mấy cái bồn vệ sinh, hãy comment ở dưới. Luật 3, không nói chuyện điện thoại lúc xả. Luật 4, không bắt chuyện. Luật 5, không selfie. Luật 6, tuột hẳn quần xuống. Oh, yo, what the... Mình có biết một vài đứa con trai á, thay vì đứng tiểu thì nó sẽ chui vào nhà vệ sinh ngồi xuống tiểu. Không phải là mình theo dõi nó mình mới biết đâu. Đừng hiểu nhầm. Luật 7, nhắm trúng mục tiêu. Hôm bữa mình có đi tè ở trong một cái nhà hàng kia, người ta đã in hình của một con ruồi ở trên cái bồn đái á, để các bạn có thể nhắm nó và đỡ trượt ra ngoài. Khá là hiệu quả. Quên mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu bạn đã quên. Mật khẩu mà. Lập trình viên sau khi dùng ChatGPT để tốt nghiệp, cái vụ này đã bao giờ xảy ra với bạn không? Bạn nhập mật khẩu, nó bảo sai. Sau đó bạn vào trong cái phần quên mật khẩu để bạn đổ lại. Sau nhiều bước phiền hà chứng minh rằng đây là tài khoản của bạn, thì nó cho bạn một cái ô nhập mật khẩu mới và nó nói vui lòng không nhập mật khẩu cũ. Bruh. Để tránh cái việc quên mật khẩu á, thì mình rất là hay đặt mật khẩu của mình rất là đơn giản, giống như là 123123123123. Editor, xóa đoạn nó đi, xóa nó đi.
độ dài từng ngày trong tuần biểu diễn bằng tỷ lệ vàng. Ok, mình thất nghiệp nên là nó sẽ giống như vậy hơn. Tâm lạ nên quyết định xăm giống như chú chó. Sau đó mới biết được hình xăm đấy là ký hiệu đánh dấu thứ cưng đã bị cắt giái. Anh ta đã mang chủ nào tới nấy đi quá xa. Sự thật là mình không có ghét hình xăm, mình chỉ ghét những hình xăm xấu thôi. Mình có một thằng bạn xăm tên người yêu cũ và bây giờ nó đã phải gạch xóa tùm lum hết. Bây giờ thì da của nó giống như là mặt bàn của những học sinh cấp 1 vậy đó. Chắc là ảnh đang có tâm sự buồn. Mình vẫn không hiểu được rốt cuộc điểm khác nhau giữa mình và người đẹp trai nhất thế giới là ở đâu. Mình có hai tâm trạng. Mình xấu và là mình xấu rồi là Xavier. Tôi đã nhường ghế cho một bà già ở trên xe buýt. Ngày hôm sau tôi đã mất việc làm tài xế. Thế giới này thật tàn nhẫn. Kính lão đắc thọ. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì chắc không thọ lắm. Đà Nẵng, cảnh sát giao thông. Em không thấy đèn đỏ hả? Em thấy. Thế sao em không dừng lại? Tại em có thấy anh đâu. Các bạn trẻ à, hãy nhớ rằng nếu như ở đó không có công an thì ở đó không có luật lệ. Cái việc ưa thích của mình là đưa ra những lời khuyên tệ hại cho giới trẻ. Tao đi mua mì, thấy mắc mưa nhờ nó ra rước. Tao tưởng nó chạy xe ra. 15 phút sau, tao thấy nó đi bộ. Mình thấy là bạn của bạn rất là giống ngày hôm nay. Không được sáng sủa. Đây là con cuốn chiếu. Dễ thương quá à. Đây là con rết. Độc ác, kinh khủng. Mình thì thấy con nào mà nó có trên 4 chân là mình sẽ phân loại vào quái vật. Mất em, anh không sống nổi. Và em ơi, em ở đâu? Người ơi, ở đâu? Và bờ môi anh đang ở đâu? Anh tìm... Mất điện. Mình cho rằng thất tình cũng là một dạng đặc ân. Tại vì ở những nước nghèo đói ở châu Phi thì thất tình không phải là mối lo ngại lớn nhất. Ai ăn vụng thanh long của anh? Em không biết. Tôi cũng không biết. Anh bạn này đang mặc một cái áo phản quang để gây chú ý. Và một cái quần ngụy trang. Khi em bé của bạn khóc và bạn muốn trả lại cho mẹ của nó, nhưng bạn chính là mẹ của nó. Mình mà đưa cái meme này cho mẹ của mình thì chắc chắn là bà ấy sẽ cười tới sáng. Mọi người nói tiền không mua được hạnh phúc, chắc trừ tôi ra. Tiền mua được hạnh phúc đấy, nhưng mà vấn đề là bạn không đủ tiền thôi. Thật ra hạnh phúc lớn nhất của mình là được ở đây, được làm video cho các bạn xem rồi. Nên là bao nhiêu tiền cũng được, nhưng tốt nhất là 100 tỷ. Cảm giác ấy khi bạn vừa đặt mông xuống, ị ra cục đầu tiên thì nhận ra rằng mình đã quên mang điện thoại. Yeah, sau nhiều lần như vậy thì mình đã đủ kiến thức để tạo ra một cái chai phim của riêng mình rồi. Mỗi năm một lần, dì tôi ở Maine sẽ gửi cho tôi một con tôm hùm làm bằng sô-cô-la. Năm nay con tôm được làm bằng xà phòng. Đón xem tại sao tôi lại biết. Bà dì hẳn đã kiên nhẫn rất lâu để đợi ngày này. Bà dì này đã tạo ra niềm tin chỉ để phá hủy nó. Sáng bị rớt 500k. Hồi sáng tao thấy thằng nào lụm 500k. Sáng làm được 500k. Thế giới này tròn quá. Ồ, đây là nhân vật ở trong Lửa Gươm Diệt Quỷ. Và tại sao mình biết? Tại vì mình nghe lén mấy thằng Weibo nói chuyện. Tôi mà xem anime tôi làm chó. Ờ, bây giờ nhìn kỹ thì thấy giống kiểu như cái con mắt. Chứ không phải là cái nút ruồi. Bây giờ thì mình không thể nhìn mọi thứ như bình thường được nữa. Cái chuyện tương tự đã xảy ra với mình khi mà mình nhìn vào cái logo của McDonald's. Đó không phải là cái nơ, ổng là người que. Em đã đi trễ rồi, em xin lỗi, cảm ơn vì đã đợi. Hôm bữa mình có đọc cuốn sách kia kìa, nó bảo mình rằng ồ, hãy nói cảm ơn nhiều hơn là xin lỗi. Sao anh lại ăn sô-cô-la của em? Cảm ơn vì đã để phần. Ông giời ơi, xin hãy cho con chỉ dẫn để biết phải làm gì tiếp theo. Ông giời, nhìn nó giống như mấy cái hướng dẫn ở trong game á. Nhà tao sau 2 ngày không có mẹ. Mình có một thằng bạn, chúng ta hay gọi nó là Vinh. Nếu như bạn qua nhà của nó thì đừng bao giờ uống chai C2, tại vì bạn sẽ không biết được rằng đó có phải là C2 hay không. Holy shit. Một cái đám cưới mà anh ta đã khiến cho giá vàng tăng lên gấp đôi. Đây chính là tình yêu đích thực. Nếu như anh ta không tặng cho bạn nửa tấn vàng thì anh ta không yêu bạn đâu. Cuộc sống đơn giản là những góc nhìn khác nhau. Đây là King Kong đang đu tòa nhà. Đây là góc nhìn của những người bên trong. Editor, làm ơn hãy che cái này lại. Tôi vẫn còn quá trẻ để bị YouTube ban. Kiếp nạn thứ 90. Nếu em bị hoán đổi thân xác với người yêu cũ của anh thì anh sẽ yêu ai? Hình như là bên kia bức tường nó có một con sông đúng không? Trời ơi, mình đâu có bắt bạn phải làm gì đâu. Mình chỉ gợi ý thôi. Hôm nãy anh ra đường anh gặp con nhỏ kia nhìn giống em lắm. Thế nó có xinh không? Rồi xong, ngu rồi. Sao mình lại tự đá vào chân của mình vậy? Con trùng khi cố vào nhà của bạn. Con trùng khi cố rời khỏi nhà của bạn. Nếu như mà có một con ong chui vào nhà của bạn thì bạn đừng cứ giết nó, mà hãy thả nó để cho nó bay về tổ. Sau đó bạn đốt cái tổ của nó. Cái em đẹp quá. Ủa bố, con mắt mẹ. Nhưng không đẹp bằng vợ của tôi.
Tốt, hôm nay chú được sống thêm một ngày nữa. Mày chơi như con boss vậy. Game thủ. Người chơi cờ vua. Nha, mấy con boss ở trong mấy game bắn súng khá là ngu. Nhưng mà những con boss ở trong cờ vua thì... Khoảng vài năm trước thì người chơi cờ vua giỏi nhất thế giới đã thua một cỗ máy các bạn à. Và tiếp theo sẽ là gì? Thông kệ thế giới hả? Nên là các bạn hãy lấy cái điện thoại gần nhất, sau đó đập nó đi trước khi quá muộn. Hôm qua tôi có đỡ một bà cụ ở ven đường, không ngờ bà hét lên: con kia mà dám xô ngã tao, trả tiền bồi thường đây. Tôi cười bảo: ở đây có camera ạ. Bà ấy còn cười to hơn và bảo: tao điều tra kỹ rồi, ở đây không có camera. Thế là con bạn tôi đạp bà ấy luôn. Đây là một câu chuyện nhân văn, nó đã khôi phục lòng tin của tôi vào loài người các bạn à. Ồ, quên mang khăn quàng đỏ. Cô bước vào. Khăn quàng đỏ của bạn. Khăn quàng đỏ của chúng ta. Mà sao thằng nhân vật phụ trông như má của nó là một con hươu cao cổ vậy? Lúc nãy nhờ mệt rồi phải không bro? Mệt lắm luôn á. Này, tặng bạn một ly nước. Ồ, nước cam, nước mía hay bia gì đó. Đây là cái gì? Tao hỏi lại lần nữa. Đây là cái gì? Cái này là cọng tóc á hả? Mày có phải tóc không vậy? Mà sao nó còn xoăn nữa? Đúng là ghê tởm các bạn à. Đồng hồ tao phát sáng được đây nè mày. Đâu đâu? Trước khi có Gucci thì bọn tao có Casio phát sáng. Tao phải flex cho cái bọn làng bên bớt láo. Con gái khóc khi Titanic, con trai khóc khi xem anime, tất cả mọi người khóc khi bác mất. Wow. Đây là cái thứ bị ám nhất mà mình thấy ngày hôm nay. Mới gột rửa tâm hồn một chút thì chúng ta quay trở lại với hố đen sâu thẳm. Cố gắng học vì chỉ còn có 4.745 ngày nữa là thi đại học rồi. Trong khi lúc đó mình còn đang phá chủ ranh của đồng đội thì đã có mấy đứa lớp 10 nó ôn thi đại học rồi. What? How? Mình còn không đủ động lực để bước ra khỏi giường cơ mà. Sao mà tụi nó có thể? Gọi tình yêu là chuyện kinh doanh, tôi sẽ chịu lỗ để em nhận lời. Thêm một cái meme để gửi cho cô ấy mỗi khi hết chuyện để nói. Khi mày đủ lớn để nghe người lớn nói chuyện và bắt đầu thấy có lý. Đúng rồi, hồi xưa mẹ của mình có bắt mình ăn rau quá các bạn. Mình bực mình lắm, mình khó chịu lắm. Nhưng mà khi lớn lên thì mình vẫn bực mình và khó chịu. Không, con không thể cho cái thứ kinh khủng đó vào miệng được.